ai cũng có cái tâm lý là dịch dịch quá không ai mua xe, cho nên là giảm ngân sách lại, giảm ngân sách lại đó. Thì bạn thấy không, ai cũng giảm ngân sách hết và có người không chạy luôn, thì dẫn tới cái gì? Bây giờ thị trường nó ít ít đối thủ hơn, thì bạn sẽ thấy cái hình ở dưới ha, những cái màu hình tam giác ở dưới ít hơn hẳn đó. Ít hơn thì cũng là lúc mà là sao, là lúc mà cơ hội của mình đấy, tại vì mình chiếu theo cái ý một á, nhu cầu thì nó vẫn ở đó à, cho dù dịch hay không đó. Mà bây giờ á, nếu mà nhu cầu không đổi rồi mà bây giờ á, cái lượng đối thủ những người chạy quảng cáo khác nó ít hơn, thì mình phải là cái người nhào vô mà chạy, thậm chí là tăng ngân sách thêm để chạy nữa các bạn đó. Và cái tình hình cái chi phí quảng cáo nó cũng rẻ hơn bình thường các bạn, nếu các bạn bạn biết thì cái chi phí quảng cáo nó sẽ rẻ hơn bình thường nếu bạn chạy thời điểm này, cái chi phí cạnh tranh đó đó, tại vì ít người chạy. Rồi rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Nội dung của ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ chào hỏi và làm quen, trình bày và hỏi đáp. Mình sẽ bàn về chủ đề chiến thuật quảng cáo Facebook bán xe mùa dịch 2021 này, và đồng thời là mình sẽ làm quen với cái trình quản lý quảng cáo ha, làm quen với trình quản lý quảng cáo. Thì tất nhiên là cái nội dung thì các bạn đã thấy nó sẽ có hai nội dung chính, ngoài ra ở giữa Thanh sẽ xen cái phần là hai hình thức quảng cáo Facebook để cho các bạn rõ hơn ha. Rồi các bạn nói chưa, mình qua cái chiến thuật luôn. Rồi đây, cái chiến thuật nó sẽ có ba chiến thuật à, ít ít đối thủ hơn, thì bạn sẽ thấy cái hình ở dưới ha, những cái màu hình tam giác ở dưới ít hơn hẳn đó. Ít hơn thì cũng là lúc mà là sao, là lúc mà cơ hội của mình đấy, tại vì mình chiếu theo cái ý một á, nhu cầu thì nó vẫn ở đó à, cho dù dịch hay không đó. Mà bây giờ á, nếu mà nhu cầu không đổi rồi mà bây giờ á, cái lượng đối thủ những người chạy quảng cáo khác nó ít hơn, thì mình phải là cái người nhào vô mà chạy, thậm chí là tăng ngân sách thêm để chạy nữa các bạn đó. Và cái tình hình cái chi phí quảng cáo nó cũng rẻ hơn bình thường các bạn, nếu các bạn bạn biết thì cái chi phí quảng cáo nó sẽ rẻ hơn bình thường nếu bạn chạy thời điểm này, cái chi phí cạnh tranh đó đó, tại vì ít người chạy. Cho nên là thời điểm này Thanh có đặt cái câu hỏi á, là thay vì mà bạn lao vào cái cuộc chiến bơm tiền khi mà dịch vừa hết, cái tâm lý của các bạn sale khác là ok bây giờ đang dịch không chạy, chờ tới khi dịch qua đi hả bơm tiền lên chạy đó, thì á khi mà dịch vừa hết nha, bạn sẽ thấy ào ào tất cả các bạn sale bơm tiền 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu một tháng để chạy, đúng không? Thì lúc đó là lúc mà thị trường nó cạnh tranh rất nhiều và nó sẽ trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết đó. Thay vì như vậy mình hãy tinh tế, giai đoạn này mình cứ chạy đi, mình nuôi data đó, mình chạy mình nuôi data để mình giữ cho tới khi mà mấy bạn khi mà dịch hết rồi các bạn bắt đầu chạy, thì lúc đó mình có thể mình dừng hoặc mình chạy ít lại. Tại vì sao? Mình chăm một cái đống khách mà mình đang chạy bữa giờ nè, bây giờ mình chạy để mình chăm khách, mình theo khách, và khách người ta có người người ta sẽ chưa chốt ngay nhưng 3 tháng nữa người ta mới chốt, thì lúc 3 tháng nữa thay vì những bạn khác mới bắt đầu đi tìm khách, thì lúc này là lúc bạn đã chốt sale được rồi, bạn chăm cái đống data trước giờ bạn theo thì tự động bạn dính được deal mà đó, mà cũng không cần bạn phải tự chăm tự tự liên hệ người ta đâu. Cái lúc mà thị trường nó hết nha, anh nói luôn, lúc thị trường hết thì các bạn sale sẽ chạy quảng cáo rất nhiều đó, thì tự nhiên những người mà bạn từng nói chuyện á, người ta lại biết ô bây giờ chương trình đang giảm giá hay nè, đang có khuyến mãi ưu đãi quá trời nè đó, và người ta muốn mua lại. Thì người ta nhớ tới ai? Người ta nhớ à, hôm bữa 2 tháng trước có anh Thanh nó bán xe Hyundai có liên hệ cho mình, nhắn lại cho nó thử, là vô tình bạn hưởng sai cái chi phí quảng cáo của những người khác nữa, quá lời đó. Khi mà mọi người đang cảm thấy là chùng xuống thì cũng là lúc mình phải là người đứng lên, mình làm cái gì đó khác biệt đó, như vậy thì mình mới thành công được đấy.